không có tiền ấy. Nè chạy thẳng dưới nha. À, ok. Cứ đi đi gì. Không ai cánh mày đâu. Ủa thẳng đâu? Đi tàu nhé mọi người ơi. Thằng xe lơ xe lơ lơ xe lơ xe. Có tiềm năng quá ha, có tiềm năng quá ha. Má té giật răng. Ủa không xức kem chống nắng hả mày đứa? Em để nó xuống đâu, em chạy đâu, chạy đây à. Chạy đây, em xuống thì con như trời. Hai con này rớt cái là không biết làm sao. Hai con này nó đi không? Nó điên lắm. Chị chưa có thấy rồi. Nhìn nó giống như là em bé, nhìn nó ngoan. Bữa kiểu em thả ra ngoài mà em quên đóng cửa cái cổng đằng sau lại á. Chạy quốc chỉ luôn. Trời ơi. Nó chạy giống thấy như là sao như vậy quá vậy? Hả? Sao như vậy vậy? Con mắt của nó có dính tóc hay cái gì cơ? Ừ, nó bị ướt á nên nó. Aww. Why you so cute? Còn cái vô này vô quậy quá nè. Vô nhỏ này nè. Vô quậy lắm. Nắng quá. Sao kem giống nắng chưa? Nắng quá mọi người ơi. Ờ qua đó hả? Mình đi đường này. Không mở cửa ra mà nó bước vào lùi bên dê. Anh thích làm khó anh không? Ôi sao sạch thế? Hai con chó nhảy đây lòng lõi. Chảy đây đây đây. Chảy đây đây đây. Bơi chó lên chưa? Rồi kéo lên được rồi. Đây cho cái này lên nè, mái che lên nè. Kéo lên nè. Mình không làm được gì hết, mình chỉ góp vô chương trình thôi. Quay. Chứ tưởng gì thắng. Hồi bữa mấy đứa kia nó cái bô mà cái dạng như cái thuyền sail á. Trời ơi đi nó mất thói. Cưng quá à. Ba em hình hồng. Từ từ nó hơi hay. Nó chơi anh chị đây. Thôi là người giữ con tốt thì cũng chơi ngon tốt hơn liền. Không, không chị là được đó. Rồi vô. Thắng đại ca đang xếp đó chị rồi. Đờ, để người ta từ xa thấy. Đi chơi sao lạc. Trời ơi, con nè. Trời ơi, mái trời. Mới có 3 tháng mà ham vui rồi. Trời ơi, é dữ lắm đó chị. É dữ lắm bây giờ. Tính
từ đầu tiên nó là e. Ừ, nó e. Ờ, bạch đá này bỏ vô cooler. Ê, phân biệt vậy, cơ mới biết. Bạch đá vô cooler nè. Trời ơi. Giống như cooler kia kìa. Bỏ bạch đá vô cooler. Ừ, quay nó lại luôn. Sợ rớt quá, hồi phải thấm cái nào mà không rớt. Thấm rồi rồi, bạch đá là rớt hả? Cái thùng này không, để đâu bỏ đá hả? Cái thùng này bỏ đá không? Nó, em bỏ một bịch vô trong đó, cái thùng đó chứ Tiến. Mở ra đi, ừ, đổ vô, xong rồi bỏ cái bịch còn lại vô. Cái thùng này thôi đi anh đi trên đất. Bỏ gà ra. Bỏ. Bỏ đây nè. Bỏ đây nè. Cất cái này lại bỏ qua đây nè. Cái này bị ướt rồi nè. Cái đó cái khăn nó bị ướt trong. Cái bình này thì đổ. Lấy ơi, cái này nó bị ướt rồi. Lấy cái iPad trong ba lô đèn.
Đổi EDM đi Thắng. Đổi EDM đi. Thank you.
ta thấy hoài luôn á, bên kia mỗi nguyên đàn luôn. Ta nhảy vô bơi nó được rồi. Đợi đi. Lấy nó thành cái con cá heo, cái gì này sâu quá. Đỡ sâu nè. Xanh điệu chưa? Đầu bếp Nick. Đầu bếp là tại vậy đó. À, giữ chưa? Ai cuối cùng tự nhiên sao cái gì? Ai cuối cùng cho tôi nói mày vậy? Ôi, chuyện gì tới ai vậy? Khai làm chi rồi chết rồi. Đâu, nào như đâu có nấu món này bao giờ đâu. Anh nói thiệt mà, nào như vô nấu món này bao giờ đó. Lần đầu nấu cháo vịt. Ừ, lần đầu nấu cháo vịt luôn á. Ăn được hay không thì tối nay sẽ biết. Chắc được. Ừ, ăn là ăn được rất là ngon. Ừ. Cái nếu mà có đi mua thuốc hồng thì nhớ nói nha. Hành gì? Hành lá. Có này hành gì? Hành phi má, không có mấy nó xíu sắc chị sợ. Ê, mày thấy người ta nấu ăn mày đứng mày ăn không gì? Thành tiếng không coi cho mày. Mày chạy. Người ta nấu ăn nó đứng ăn bánh chưng. Yes. Ấy đâu. Cái thằng sát hại nhân chúng. Gì cái list ra đi. Còn thiếu hành gì nữa đâu. Hai con mấy cái con này. Đen tuyền. Ủa? Nồi cháo. Wow. Gỏi vịt nha mọi người. Nồi cháo, anh này nấu. Rồi quay lại chơi bánh cháo nha.